Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã từng theo dõi vụ đàm drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay 30 tháng 4 thì tôi đã làm cái clip này để gửi tới tất cả những người yêu thương, yêu mến chị Hằng và những người cũng đã từng đối lập với chị Hằng, hiểu rõ về vấn đề mà bà Hằng bị bắt. Thì thưa toàn thể quý vị, thì vừa rồi tôi thấy tất cả một loạt báo chí đăng là bà Hằng bị phạm tội điều 331, rồi quy chụp cho bà là những cái đồng loạt đưa tin rồi phỏng vấn những cái vấn đề gọi là bà ấy chửi trên cộng đồng mạng. Nhưng mà thực tế cái mà lý do tại sao bà ấy chửi thì lại không thấy ai nhắc đến, mà chẳng thấy báo nào đưa tin. Như thế thì tôi thấy có gì đó nó không công bằng. Thì vừa rồi tôi đi ra Hà Nội ấy, thì tôi thấy bạn bè anh em người ta bảo ô cái bà Hằng bà ấy chửi như thế, nhưng mà bà ấy làm được biết bao nhiêu những cái điều việc nó tốt như vậy thì mọi người mới biết được, bảo xem cái Facebook của anh thì mọi người mới hiểu được là bà ấy làm được rất nhiều việc tốt, việc thiện. Rồi người ta vào người ta tìm hiểu thì người ta cũng hiểu được vấn đề, người ta đã hiểu được vấn đề rồi. Còn một số báo chí ấy, thì cứ suốt ngày đăng tin quy chụp tội này tội kia, như thế nó cũng không công bằng. Và hôm nay thì tôi nói rõ về vấn đề thứ nhất là cái tội danh bà Hằng, thứ hai nữa là cái báo chí tại sao mà mất lòng tin như vậy. Thì thưa thể quý vị, trở lại với cái vấn đề của bà Hằng ấy, thì khi mà những cái việc của bà làm thì báo chí không lên tiếng, những việc tốt của bà thì báo chí không lên tiếng đấy. Còn thì cái con mèo của thằng Trấn Thành ấy, con vợ nó cắt cái lông thì nó lại tập trung nó đưa tin, rồi con mèo của thằng Trấn Thành nó chết thì báo chí tập trung đưa tin. Các anh ấy rình mò ở nhà thằng Trấn Thành ấy, để mà đăng tin về con mèo con chó. Còn những cái mà bà ấy làm từ thiện biết bao nhiêu, rồi là ủng hộ cho những người mà ở Đồng Nai, những người mà vi phạm mà luật pháp mà bị xử tội mà khi ra tù mà không có công ăn việc làm ấy, thì bà cũng mỗi năm bà cũng trích ra cái khoản lợi nhuận, bà ấy ủng hộ hàng tỷ đồng để cho người ta tái hòa nhập cộng đồng đấy. Những việc làm tốt như thế thì chả thấy báo nào đưa tin cả, mà báo thì cứ đi phỏng vấn quý vị ơi, nó phỏng vấn là bà Hằng chửi như thế có đúng không, hay sao không phỏng vấn cái lý do tại sao bà ấy chửi, lý do tại sao mà bà ấy lôi ra đấy. Rồi trong cái vụ này ấy, thì tôi nói thật quý vị, hôm nay tôi sẽ nói rõ vấn đề quan điểm. Thứ nhất là tự do ngôn luận, thứ hai là dân chủ, thế nào là lợi dụng dân chủ. Hôm nay quý vị nghe cho rõ, hết cái video này tôi sẽ nói. Thì cái trở lại cái vấn đề mà bà Hằng vào cái tội mà bây giờ hiện giờ các báo đang đăng tin bà ấy là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Đấy, bây giờ nó chỉnh lại cá nhân tổ chức, trước thì nó bảo là lợi ích hợp pháp của nhà nước. Tôi nói này, lợi ích của nhà nước là những doanh nghiệp người ta làm hàng vài ngàn công nhân lao động. Đấy, người ta bỏ công sức ra, người ta bỏ ra tiền của để người ta lo cho hàng mấy ngàn lao động như Đại Nam. Những cái doanh nghiệp đầu đàn như vậy cả nước mình ấy rất là tuyệt vời. Doanh nghiệp mới là cái chính để đóng góp cho cái lợi ích của nhà nước nhiều nhất. Dân mình thì ai cũng có trách nhiệm phải đóng góp quyền lợi rồi, cũng phải có trách nhiệm và cũng có quyền lợi trong đấy. Nhưng các doanh nghiệp, các tổ chức thì tuyệt vời, người ta đóng góp rất là nhiều, chứ không phải như dân thường mình đâu. Dân thường mình cũng chả đóng góp được bao nhiêu cả. Đấy, còn lại trở lại với cái vấn đề mà xâm hại đến lợi ích nhà nước ấy, thì tôi cũng đề nghị cái bên điều tra, đặc biệt là chính phủ của mình ấy. Chứ còn thì tôi bây giờ các tỉnh các thứ thì tôi nói thật với quý vị, một thằng thôn trưởng không phải là cái thằng giỏi nhất thôn, quý vị nhớ như vậy. Thằng tỉnh cũng vậy thôi, chủ tịch tỉnh không phải là cái thằng giỏi nhất tỉnh, mà không phải cứ chủ tịch tỉnh là không vi phạm đâu. Vì dân người ta có, người ta phải đặt vấn đề, người ta phải đặt câu hỏi và người ta phải nói nếu người ta biết ông sai phạm.
Chứ không phải ai cũng dám nói đâu. Hồ Chủ tịch ngày xưa ấy, Bác Hồ mình ấy, nói là dân chủ, nói với nhà thơ Tố Hữu, dân chủ là làm sao cho người dân người ta mở mồm ra, tức là mở mồm ra về cái mặt sai, mặt trái của xã hội ấy, thì đấy mới là dân chủ. Còn cứ tung hứng tung hô này, anh ca chị sướng, anh hót chị ca thì cái chuyện đấy bình thường. Còn tôi cũng đề nghị trong cái vụ drama này nó đã rõ như thế rồi, thì đề nghị chính phủ mình ấy, nhà nước mình ấy, phải điều tra thật rõ ràng cái đám nghệ sĩ kêu gọi từ thiện có người chống lưng đằng sau không, và cái tiền đấy có đến được được đủ với những người dân không. Anh kêu gọi được 5 tỷ, 10 tỷ thì anh có làm từ thiện hết 5 tỷ, 10 tỷ không? Hay là có cái thành phần nào nó đứng đằng sau đó, nó chia chác, nó ăn chia trong đó, để điều tra thật rõ cái vấn đề đấy. Chứ không phải là cứ anh mặc định cho người dân biết là các anh là lãnh đạo thì các anh không vi phạm. Tôi nói thật, các anh còn nhớ cái vụ Trịnh Xuân Thanh không? Trịnh Xuân Thanh, Xuân Thanh là ai? Có phải lãnh đạo tỉnh không? Rồi là Đinh La Thăng có phải là lãnh đạo tỉnh không? Các anh mặc định là không, cứ lãnh đạo được không có quyền đụng đến hả? Nếu như sai phạm, tôi nói xử như dân thường. Vừa rồi nhà nước mình xử bao nhiêu tướng tá, bao nhiêu cả phó thủ tướng cũng dính như thế. Đó. Rồi là Nguyễn Đức Chung của Hà Nội đấy, có dính không? Chủ tịch thành phố Hà Nội đấy. Kể cả chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nếu sai phạm vẫn phải xử, vẫn phải phải điều tra. Chứ không cứ gì cứ phải phải là vùng cấm với vùng đoán, như cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói rõ rồi. Nếu sai xử như dân thường, chẳng có gì cả. Mình với gọi là dân mình mới tin tưởng cái sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Thứ hai nữa là các ông nói người ta mới nghe. Bây giờ phải điều tra thật thật kỹ từ đầu, từ cái ông lang băm đó, xem có cái đằng sau nào nó giật dây, có ai lôi kéo không, có ai bảo kê không. Rồi toàn bộ show bíp như thế, Tịnh Thất Bồng Lai đấy, rồi là tất cả các ca nghệ sĩ kêu gọi từ thiện đấy, thế cái tiền ấy đã đưa vào để mà giải ngân, để mà cho đồng bào lũ lụt người ta được hưởng không? Đấy, cái tiền đấy. Các ông cứ bây giờ cứ đụng chí là báo chí thì đưa cái tin nó có nhiều vấn đề, đưa tin nó không công bằng. Đưa tin phải công bằng cơ. Bây giờ anh bảo bà Hằng bà ấy la, bà hét cả năm nay rồi. Đấy. Cả năm nay rồi bà la bà hét rồi. Nhưng cái nguồn gốc của nó, cái gốc rễ của nó thì lại không báo nào đưa tin cả. Tại sao lại đụng đến nhà báo Đức Hiển, phó tổng biên tập? Vấn đề đầu tiên nó là thế nào mà phải động đến? Đụng đến vấn đề báo chí ấy, là vì bao nhiêu bà Hằng bà nói, bao nhiêu cái việc bà làm được thì không ai đụng đến. Mà cái con mèo, con chó của người ta nó không ỉa được thì báo chí thi nhau đăng. Cái đấy là cái người dân, tôi là người đi làm ăn, tôi nói thật, rất thiếu thông tin. Tôi vào tỉnh nào thì cũng phải tìm thông tin của tỉnh đấy, xem cái sự lãnh đạo của người ta như thế nào, để mình vào, mình không vi phạm pháp luật, thế thôi. Mà báo chí thì không đưa những cái tin như vậy, mà đi đưa tin con chó, con mèo đấy. Cái con mèo của thằng Trấn Thành biết bao nhiêu mặt báo đưa tin. Có thấy nhục không? Tôi thấy ông nào đưa tin cái tin ấy thấy nhục không? Mà tôi cần là cần cái khác, bọn tôi cần cái khác, người dân cần cái khác. Cần là cần cái thông tin của chính phủ đến với người dân, cần là cái thông tin của thành phố, của tỉnh, của thành phố Hồ Chí Minh đến với người dân. Chứ không phải là cần cái thông tin con chó, của con mèo của thằng Trấn Thành nó sống hay nó chết. Con mèo các bạn biết rồi, tôi xin lỗi quý vị, chứ con mèo nó đi ỉa, nó giấu cứt. Mà muốn dình được nó mà chụp cái hình đấy, tôi nói đấy, nhà báo phải nằm cả tuần, chưa chắc là đã chụp được cái lúc nó đi ỉa. Thế mà thi nhau đăng tin cái con mèo của thằng Trấn Thành. Mà trong cái đó bà Hằng bà ấy làm biết bao nhiêu việc tốt ấy. Bà ấy thắc mắc là vấn đề báo chí như thế, cái lần đầu tiên ấy, bà ấy nói như vậy chứ bà ấy chưa đụng đến báo chí đâu, thì bắt đầu mới nhảy vào cắn sủa người ta, nghe chưa, rồi là đăng tin sai sự thật. Như cái vụ VOV có phải sai sự thật không?
Tôi đề nghị điều tra rõ cái vụ VV xem đằng sau nó có cái âm mưu gì không. Hả? Mà một doanh nghiệp như thế, người ta hàng nghìn lao động như thế, thì các ông nghĩ sao công nhân việc làm của người ta như thế, lo cho người dân như vậy, các ông quy chụp như thế có đúng không? Tôi hỏi ông mấy ông nhà báo, đặc biệt là ông Đức Hiển hôm nay tôi kêu tên ấy. Tôi nói tôi nhắc đến ông rất nhiều rồi đấy, tôi sẽ nhắc rất nhiều về cái vấn đề của ông nếu như tôi đủ thông tin. Còn chính quyền thành phố tôi nói này, chúng ta sống trong cái chế độ này, sống trong cái thời cuộc này, cái môi trường đặc biệt là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ấy, hơn hẳn những thành phố khác là sao? Người dân trí thức người ta cao, quý vị. Dân trí thức của thành phố Hồ Chí Minh rất cao. Tôi vừa rồi tôi đi vừa rồi quý vị thấy là vào Đại Nam cái hôm mùng 10 tháng 3. Với lại tôi đi một số nơi tôi ngồi nói chuyện với lại các bạn trẻ, người ta hiểu hết, biết hết đấy quý vị ạ. Biết rõ đấy. Với cái cách thức tại sao mà bà Hằng bị bắt thì bao nhiêu dư luận ở bên ngoài người ta bảo đụng chạm đến ông này ông kia ông lọ ông trai. Tôi nói thật này, không có ông nào có cái vùng cấm cả, ông nào cũng có thể người dân người ta nói đến cả, kể cả tổng thống nhé. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công không sai thôi, còn nếu như công sai rồi đấy công xem nhé, dân người ta sẽ phản ứng công như thế nào. Công đúng ấy, làm đúng ấy thì dân người ta ủng hộ, không có ai phản đối cả. Nhưng nếu công sai, điều tra ra cái đằng sau nó có cái mưu mô dẫn dắt cái gì đó, bảo kê. Ông cong xuống, vừa rồi tôi đi vào cái chỗ bệnh viện Hòa Hảo đấy, cong đứng cổng Hòa Hảo ông xem nó trèo kéo như thế nào, biết bao nhiêu người dân bị móc túi đi khám chữa bệnh như thế, vào nó lôi ra chỗ khác để làm thủ tục giấy tờ, nó lôi cái bọn cò nó trèo kéo ra cái đám tư nhân nó làm test xong Covid mất 700-800 nghìn. Đi vào bệnh viện người ta không chấp nhận, người ta không có mổ xẻ gì cả. Người ta bắt đi khám lại, phải vào Hòa Hảo test cơ. Đấy các ông xem đấy, các ông chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tôi nói rõ. Các ông vào cổng bệnh viện Hòa Hảo các ông coi lại đi. Xem là cái môi trường sống của người dân như thế nào, có bị móc túi không? Những cái như thế thì sao báo không đưa tin, không đăng? Hôm tôi quay lại rồi nhưng tôi bảo tôi chả có trách nhiệm phải đăng cả. Chả có trách nhiệm, tôi chỉ nói để cho các ông biết là cái tình hình xã hội của các ông như vậy thôi. Còn trở lại cái vấn đề bà Hằng, tôi nói thật, tôi không khẳng định cái điều gì. Nhưng cái việc của bà ấy làm tốt từ trước đến giờ, của Đại Nam nó làm, thì khó có cái thằng nào làm được như bà ấy, tôi nói thật, kể cả lãnh đạo. Chưa chắc đã có tâm mà làm được như bà. Còn bà ấy sai thì phải xử, sai tội nào xử tội đấy, nó rõ ràng, tội là phải rõ. Tội bây giờ cứ mập mờ cứ đưa tin lung ta lung tung, bây giờ các YouTuber bẩn nó cũng đưa tin, nó bảo bà ấy tội nọ tội kia. Cái tội nó bây giờ vùi dập một con người, vùi dập một doanh nghiệp, nó có đáng không? Đấy cái hôm bà ấy bị bắt ấy, tôi nói này, cái video trước tôi cũng nói rồi, hôm bà Hằng bị bắt ấy, là tôi dò lại toàn bộ những cái đối tượng nào. Đấy. Nó ra như nó ra sao? Để quay ra cái kênh nước ngoài thì có vài cái đài nó đang tổ chức ăn mừng là vì bà Hằng đã trúng kế, là nó làm cho rắc rối giữa bà Hằng với chính quyền. Còn quay vào trong nước mình có thấy buồn, một số nghệ sĩ ăn mừng hát hò rồi có ai muốn đi tù không đấy, rồi là quay lại cái kênh có con nhà báo mà bị tước bằng cũng nhảy múa hát ca, thế mừng thế cơ, sao sống nó hèn vậy? Nếu đụng chạm cá nhân ấy thì ừ thì cái chuyện bà sai thì người ta kiện thì đúng sai thì có pháp luật, nhưng mà một doanh nghiệp ấy, quý vị ạ, một doanh nghiệp ấy, rất là lớn, những cái con chim đầu đàn ấy, của nhà nước mình ấy, đó là các doanh nghiệp. Dân có giàu nước có mạnh hay không là nhờ các doanh nghiệp. Thế một doanh nghiệp như thế vào chống phá người ta như thế thì vui vẻ gì? À, nếu như Đại Nam mà giải thể, tôi chỉ nói như thế thôi. Hoặc là Đại Nam mà làm ăn mà thất thế thì quý vị mừng thế à? Các bạn mừng thế à? Hả? Giới nghệ sĩ mừng thế à? Đám nhà báo mừng mừng thế à? Vui thế à? Tôi nói thật, bất kỳ một doanh nghiệp nào bị suy sụp, tôi là cái người đi làm ăn, tôi đều đau lòng hết. Quý vị không có một doanh nghiệp nào mà bị suy sụp mà không đau lòng cả.
tôi đều vào tôi xem nguyên nhân nó như thế nào. Tôi là không phải là chính trị gia gì cả, mà tôi là những người đi làm ăn thì tôi muốn biết xã hội mình đang sống nó như thế nào thì mình tìm hiểu thế thôi. Nên là vào mình bây giờ mình các doanh nghiệp đầu đàn như thế là mình phải làm sao nuôi dưỡng. Nếu không nuôi dưỡng người ta mà cứ suốt ngày vào chống phá đập người ta lên bờ xuống ruộng vậy thì còn ai còn đầu óc nữa mà làm ăn, còn ai còn nghĩ đến thế này thế nọ. Còn tôi nói đất nước này nếu xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân thì cứ vi phạm anh nào thì xử anh đấy. Còn cái tội phải rõ ràng nha quý vị nhé, điều tra phải thật rõ ràng, công khai minh bạch, chứ không phải là úp mở đâu. Lê Thẩm Dương nó bảo giấu như mèo giấu cứt thì không được đâu, thông tin phải được trong sạch. Họp quốc hội vừa rồi ông tổng bí thư nhà mình ông đã nói rồi, Nguyễn Phú Trọng tôi theo dõi ông tổng bí thư là từng câu nói đấy quý vị, từng câu ông nói đấy. Vừa rồi ông bảo phải làm thôi không sao cả, làm ngay từ trong cái nội bộ của trung ương, chứ có phải là người ta không làm đâu, người ta đang giáo giết người ta làm. Còn bây giờ con cứ mặc định là chính quyền thành phố bây giờ bao nhiêu người dân người ta không hiểu được, người ta cứ bảo đụng đến là mày chết, có phải đâu. Ai bảo công là vùng nào có vùng cấm, chả có vùng nào có vùng cấm cả. Bây giờ anh thủ tướng anh sai thì anh cũng phải chịu, vừa rồi phó thủ tướng cũng bị đó, cũng sai phạm, nhưng ông Trọng cũng bảo cái gì thì còn chấp nhận được, chứ còn cái vấn đề mà tham ô tham nhũng bảo kê bảo viết thì phải đập thôi, làm sao mà có chuyện được. Cho nên là bây giờ chúng tôi là người dân thì tôi cũng đề nghị cái vụ của bà Hằng ấy, điều tra thật rõ thật kỹ, công bố trước toàn dân bà ấy phạm vào cái tội gì thì lúc đấy báo chí hãy đăng đi. Bây giờ cứ mở cái điện thoại lên hoặc là vào các tờ báo đọc, tôi vào tôi đọc tôi nghĩ nó cũng chán buồn, vì mình đang tìm kiếm cái thông tin để mình làm ăn thì không có, toàn là cái thông tin gọi là bà Hằng vi phạm với bà Hằng dây vào người nọ người kia với lại khúc mắc đấy để cho pháp luật người ta xử lý. Báo chí làm việc khác đi, cái việc mà dân người ta cần ấy thì làm, chứ đừng cứ rình mò cái nhà thằng Trấn Thành nữa mà con mèo nó chết rồi đấy, không cần bây giờ nó có nuôi con chó nữa kệ mẹ nữa. Chó không ỉa được, mèo không ỉa được, cũng đi rình mò xong là đăng vớ đăng vẩn. Mà tôi là cái người mẹ mày ngày xưa là trùm đọc báo, cứ 2.000 một tờ là mua hết tờ nọ tờ kia đọc, bây giờ xem có muốn đọc không, tìm cái thông tin trên báo chí nó có cái gì lợi ích cho mình không. Còn thông tin của chính phủ tôi nói thật, tôi vào cổng thông tin chính phủ tôi đọc hết là người ta cần cái gì. Còn làm ăn ở các biên giới các cửa khẩu thì đi cửa khẩu thì quý vị biết rồi, vừa ai nghe tivi hôm trước cửa khẩu mở ùn ùn kéo xe lên, ổ mẹ nó đóng bố nó rồi, thông tin nó thông tin thì như vậy nhưng mà sự vật nó không như vậy. Rồi là tôi đi Lào Cai sang cửa khẩu Lào Cai thì nó vừa ai nghe đài hôm trước là mở hai cửa khẩu, phi cái mặt lên Lào Cai, ổ mẹ đứng đợi 3 ngày toàn xe hàng Trung Quốc nó sang, xe mình nó không sang được. Rồi 3 ngày nó đóng cửa, rồi lại ùn ùn quay về Hải Dương với Hà Nội bán tháo bán đổ, thấy đau lòng không? Cái thông tin đề nghị nhà báo báo chí có tâm đưa những cái thông tin nó chính xác đúng với sự thật, với lại cái thông tin người dân người ta cần. Mẹ ông đưa cái thông tin con mèo Trấn Thành không đi ở đi đái nó cũng đưa tin vậy, thấy nó mắc cười. Tôi nói thật ra nước ngoài là người ta cười người khinh, người dân người ta cần là cần cái thông tin từ báo chí từ truyền hình, cái thông tin nó đúng để người ta làm ăn. Những người dân thì người xem thời tiết rồi người ta đi ngủ, còn như chúng tôi đây phải xem nghị quyết của trung ương đấy. Như cái vụ dịch vừa rồi không theo dõi cái nghị quyết của chính phủ thì bao nhiêu địa phương nó gây rắc rối, nó gây phiền hà cho những người làm ăn như bọn tôi. Xe đường dài từ Nam đến Bắc, các ông cứ hỏi tài xế, các ông hỏi chủ xe, các ông hỏi chủ hàng xem cái vụ dịch vừa rồi là người ta tan thương như thế nào.
Tôi là cái test Covid là tôi kêu đầu tiên vì nó quá đắt. Tôi lên tiếng. Nhà tôi có hai bố con đi mùa dịch tới mẹ mày gần 30 triệu tiền test Covid thì thôi chứ lấy cái gì ăn nữa. Mà cái giá đúng của nó là chỉ khoảng hơn 10 triệu thôi. Nhưng mà bọn tôi phải trả tới hơn 30 triệu. Làm vậy thì làm sao được? Thứ hai là cái thông tin báo chí xong đưa lên. Đưa cái vấn đề mà test Covid nó không đúng, cái giá cả nó không đúng xong đưa để người dân người ta biết. Cứ để xong rồi các ông sai phạm rồi bây giờ chính phủ lục ra một loạt đấy tướng tá đi tù hết. Các ông bảo các ông có vùng cấm hả? Vùng cấm của các ông hả? Tôi nói tôi là người dân đi làm ăn. Tôi rất thiếu thông tin, tôi nói lại một lần nữa, rất thiếu thông tin về về báo chí. Cho nên các ông ấy viết lách like, các ông nên đưa những cái thông tin của nhà nước, của chính phủ về cái tỉnh của mình hoặc là đưa cái thông tin của thành phố mình, quy định của thành phố cho người dân người ta biết, người ta vào người ta tìm tìm hiểu người ta mới làm ăn được chứ mẹ không biết cái gì làm sao mà vào làm ăn với các ông được. Để trở lại cái vấn đề của bà Hằng, cái vấn đề mà của doanh nghiệp, tôi nói thật những con chim đầu đàn mình cần phải giữ, không phải đổi cái giá đổi nó khác, cái người đi cày nó khác. Ông Lê Nguyên Vũ nói hạnh phúc của người đi cày nó khác, hạnh phúc của bậc quân vương nó khác. Bà Hằng chịu áp lực ngồi một ngày hai ngày ba ngày trong tù bà chấp nhận. Người ta là những cái con chim đầu đàn, người ta là những doanh nghiệp làm ăn để giúp cái đất nước này nó có sánh vai được với các cường quốc hay không, nó nhờ các doanh nghiệp đấy quý vị. Chứ còn không có doanh nghiệp, tôi nói những người dân mình làm ăn thì không không ăn thua đâu, thu nhập thì không bao nhiêu là một, với nếu như không có các doanh nghiệp thì mình thu nhập của mình được bao nhiêu tiền trong một năm, quý vị biết vậy. Bây giờ đi vào đánh phá chống phá doanh nghiệp của người ta, tôi đề nghị điều tra thật rõ ràng những cái đơn kiện của bà Hằng liên quan với những người báo dơ báo bẩn ấy. Còn tất nhiên là không phải là nhà báo nào cũng bẩn, nhà báo nào cũng dơ, tờ báo nào cũng 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 đưa thông tin nó sai sự thật, nhưng có một số nhà báo, tôi giờ tìm đủ thông tin về ông Nguyễn Đức Hiển này thì clip sau tôi sẽ nói cho quý vị nghe về vấn đề ông Nguyễn Đức Hiển. Mình nó phải bây giờ mình phó tổng biên tập rồi mình làm sao cho cái thông tin nó sằng phẳng, thông tin phải chính xác, không có quy chụp ai cả, đặc biệt các doanh nghiệp rất nguy hiểm. Nếu các bạn làm mất lòng tin của doanh nghiệp đối với nhà nước, mất lòng tin của doanh nghiệp đối với công nhân, đối với lại những người dân thì rất đau lòng. Bây giờ một doanh nghiệp nào đi chăng nữa mà người ta làm ăn đàng hoàng mà vì một cái gì, vì cái điều gì đó mà người ta phải sập thì người dân mà hiểu chuyện người ta cũng rất đau lòng. Không phải thương hại gì bà Hằng, không phải thương hại gì Đại Nam, mà nó cái xã hội này cần phải có những người như vậy. Hồi chủ tịch ngày xưa, chủ tịch Hồ Chí Minh mình đã nói với này, nói chuyện rồi đấy, nói chuyện với ông nhà thơ Tố Hữu, chú biết dân chủ là thế nào không, lại cứ hiu viện nói lung tung lang tang các kiểu. Ông Hồ nhà mình ông bảo dân chủ là làm sao để cho người dân người ta mở mồm ra, quý vị ạ, mở mồm ra không phải là người ta khen mình đâu, mà mở mồm ra người ta chê mình ấy, những cái mặt trái ấy, nó mới gọi là dân chủ đấy. Đấy, như kiểu là bây giờ mà bà Hằng bà nói ông Phan Văn Mãi đấy phải điều tra, nếu bà ấy nói đúng ấy, thì sao, tôi hỏi ông vậy thôi, mà nếu như bà ấy nói sai thì phải trị tội rồi, tất nhiên rồi, không có vùng cấm nào cả. Mà tại sao mà tôi khẳng định rằng là không có vùng cấm, vì thứ nhất là tổng bí thư ông đã nói không có vùng nào vùng cấm cả, nếu sai xử như dân thường. Thứ hai nữa là toàn bộ những cái lãnh đạo cao cấp của mình vừa rồi cũng dính đạn đấy, người dân người ta cũng có quyền, người ta mẹ người ta suy nghĩ, người ta suy đoán. Bây giờ như ông Trịnh Xuân Thanh ấy, trước đây ông làm cái gì quý vị biết không? Đinh La Thăng ngày xưa trước làm cái gì hả? Có phải lãnh đạo không? Nguyễn Đức Chung làm cái gì? Có phải là lãnh đạo thành phố Hà Nội không? Toàn những người cán bộ như thế còn còn dính thì người dân người ta có quyền người ta nghi ngờ ông ạ.
Tôi nói thật đấy, tôi cũng vẫn nghi ngờ. Thì tôi nghi ngờ thì tôi đề nghị với Trung ương mình phải vào cuộc điều tra làm rõ cái vụ việc của bà Hằng thật rõ ràng, trả lời trước công chúng. Bà sai đến đâu xử đến đấy. Chứ bây giờ cứ tràn lan nó quy chụp người ta tốt như thế, những cái việc tốt thì lại không 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 nêu ra. À, những việc xấu ấy, thì cứ suốt ngày réo. Tôi thấy nó buồn. Buồn là vì sao? Không phải là mình bênh bà Hằng. Buồn là vì chúng mình nó định hướng nó sai, nó không đúng. Bây giờ thông tin nó phải sang phẳng. Ví dụ như như cái vấn đề báo chí, rồi những ông YouTuber ông đưa tin về bà Hằng, câu view câu like, tôi đưa lên tôi chả câu với thằng nào cả. Tôi chỉ nói sự thật. Đề nghị điều tra cho rõ ràng, xem từ đầu là ông lang băm có đúng không? Thế ông đại tá của công an Quảng Ngãi ông ấy trả lời rõ ràng như thế mà bây giờ quý vị lại dẫn dắt lung tung, quý vị cứ nói rằng ông ấy không sai phạm. Không sai làm sao được? Nó có sai phạm nhưng sai phạm chết rồi, phần nào. Có sai phạm nhưng sai phạm đến đâu? Chứ không phải là không sai phạm. Sai phạm như thế nào? Rồi đến những ca nghệ sĩ làm từ thiện ấy, cái tiền gửi vào ấy đã giải ngân hết chưa? Mà kêu gọi bao nhiêu lần? Tôi nghĩ là chính quyền nắm rất rõ đấy, chứ không phải không không rõ đâu. Sai phạm bao lâu? Bây giờ này lại không biết, rồi điều tra thật kỹ xem đằng sau nó có ai bảo kê không? Có ai lôi kéo không? Có ai dìu dắt không? Cái tiền ấy người ta gom vào ấy, rồi đã trả hết cho những người dân chưa? Trả hết cho những cái vùng đồng bào bị lũ lụt thiên tai chưa? Điều tra cho rõ ràng, trả lời trước công chúng cho thật rõ ràng xem nào. Mà đại diện của chính quyền thành phố đứng lên trả lời, người dân người ta mới tin. Chứ còn báo chí đưa chưa chắc người ta tin đâu. Rồi là cái vấn đề của ông Nguyễn Hoài Linh ấy, tôi chỉ hỏi sơ như này thôi. Nếu như ông Hoài Linh, bà Hằng bái không réo tên bái nhắc hàng ngày đấy, thì cái tiền em có giải ngân không? Là một. Thứ hai nữa, không may nhé, tôi nói chuyện được không may, không trù dập ông đâu, trù yểu ông đâu, không may mà ông đai như Chí Tài ấy, xin lỗi gia đình nhà Chí Tài ấy, thì cái tiền đấy ai được hưởng? Chính quyền thành phố trả lời chứ. Đấy, cái sự thật nó như vậy. Người dân người ta chỉ cần sự thật chứ cần gì các ông rằng díu báo chí, các ông trả lời, tập trung trả lời câu hỏi xem nào. Nếu như ông Hoài Linh không may ông ấy đai như Chí Tài thì cái hơn 14 tỷ ấy ai là người được hưởng? Trả lời đi. Bà Hằng bái nói ra nó có sai không? Còn mấy cái đơn kiện bà ấy, thì quý vị có giỏi ấy, thì quý vị đưa ra cái nguồn gốc, cái lý do đấy, cái lý do mà làm sao mà bà ấy chửi, có đưa ra không, có đứa nào đưa không? Thế còn view anh đầu tiên thì ai đụng chạm với nó? Chả ai đụng cả, bà Hằng có đâu có đụng, cũng nhảy vào cắn sủa bà ấy, thì bà ấy mới điên lên, bà ấy mới trèo kéo biết bao nhiêu người vào chửi người ta doanh nghiệp như thế. Rồi con nhà báo hạt nê đấy, có bà có đụng đến đâu, cũng nhảy vào xỉa sói rồi đòi cái nọ cái kia. Các ông các bà bây giờ cũng phải một doanh nghiệp người ta tất nhiên là ai cũng chịu đựng có mức thôi, người ta cũng phải công kích, người ta cũng phải ấy lại chứ. Bây giờ này, mẹ cứ chụp mũ người ta, rồi ông Đàm Vĩnh Hưng ông phát biểu những cái như vậy, lần trước tôi cũng nói rồi, người ta nói người ta có cơ sở hết, nhưng cái cội nguồn, cái gốc rễ thì lại báo không đưa tin, chỉ đưa tin là bà Hằng bái la bái hét đấy, bái chửi người nọ người kia, xong đi 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 phỏng vấn với lại mấy cái người dân thì cả đời người ta không ra khỏi làng,
mà những người người ta lướt phây, người ta lướt qua đi thì nghe bà ấy chửi thì người ta khó chịu, nhưng mà tại sao bà ấy chửi thì người ta lại không biết, không hiểu. Nên báo chí lại không không đưa tin là tại sao bà ấy chửi. Nên cứ phỏng vấn tôi đi, phỏng vấn tôi bảo anh mày cho tao biết lý do là chửi thằng nọ thằng kia, tôi giải thích cho, tôi đưa cho tại sao chửi, tôi đưa lý do cho. Cứ dẫn dắt dư luận lung tung, bây giờ chụp mũ người nọ chụp mũ người kia không được. Xã hội bây giờ, tôi nói vừa rồi tôi vào Sài Gòn ấy, cái giới trẻ ấy, nó am hiểu lắm quý vị ạ, nó không nói thôi. Người dân người ta am hiểu lắm, người ta lại không nói ra. Cái nguy hiểm nhất là người ta không nói đấy, chứ không phải là người ta không biết đâu. Mà đặc biệt dân Sài Gòn ấy, cái trình độ hiểu biết của người ta, cái hội nhập người ta nó hàng đầu cả nước. Hà Nội ấy, người ta không để ý, người ta chỉ có làm ăn, người ta kiếm tiền đú túi thế là xong. Đặc biệt dân ngoài Bắc, còn dân trong 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 miền Nam ấy, người ta phải theo dõi, người ta để ý cái xã hội người ta đang sống nó như thế nào, người ta theo dõi đấy chứ không phải không đâu, người ta để ý từng tí một đấy. Xin lỗi các ông, mẹ các ông nhậu bao nhiêu người ta biết hết, đừng có nói người ta không biết. Cho nên clip này tôi chỉ nói như thế thôi, cái lý do mà chúng tôi có quyền thắc mắc, có quyền nghi ngờ, có quyền đề nghị với chính phủ mình phải làm cho thật rõ ràng công tâm cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Xin được chào quý vị.